con chim cu anh gỡ nó gái quá trời. Ồ, hôm qua với này nó gái luôn tung sàn, nghe hay quá anh coi. À vậy à. Ừ. Em là rất là hài lòng đúng không? Đúng đúng đúng. Nhưng thế là anh bán rất là nhiều toàn quốc mà. Thế là em nhắc lại giúp anh là em là khách hàng ở đâu nhỉ? Em ở Sài Gòn, em Phước nè. Lúc ở anh Vũ đó rồi đặt cọc xong anh gửi vô đó. Anh nhớ rồi, nghĩa là em đến em mua một con, xong em có nguyện vọng là em bảo em mua thêm một con nữa, ngoài này anh gửi vô và em đặt cọc cho anh 500. Đúng rồi đó. Thì là anh gửi cho em một con là trước khi anh đăng cái clip trên kênh của anh thì em bảo là em ưng con đó đúng không? Thì anh gửi cái đúng con đó không? Em nhìn có đúng cái con anh đăng trên kênh của anh không? Không không đúng không đúng con đó, nhưng mà cái con này nó hay, Rồi. tại tại cái con đó là chắc năm 2017 rồi mà đúng không, nhưng mà anh gửi con này vô hay, đẹp, chim đẹp, To mới hai mà ngày đúng không? mới ngày 2 ngày mà gái trời, nó gái nãy bằng tối mà nó gái luôn luôn. Cái thị trường của anh trong đó thì cũng nhiều người biết đấy, anh gửi vào đó gần như là anh em rất là quý khi của anh trong đó. Như Chim anh nói chung là chim anh vô đây là nhiều người thích lắm, nói chim mà sao bự, chim cu mà mà nhìn nó đẹp, nó ưa mắt nữa. dữ. Đúng rồi, lông nó đẹp Mà cái con. nói chuyện với em thì anh cũng thấy em chân thành thì anh mới bảo là thôi thì chắc cú nhất là anh gửi một con ngoài này vô là anh đảm bảo tuyệt đối đó. Thì đến giờ phút này là nhận được tin nhắn của em thì anh cũng thấy rất là mừng đó. Một năm thì anh bán hàng ngàn ngàn con chim thì cũng có rất nhiều những cảm xúc anh em nhận được, mà nó hiệu ứng như nào, nó chưa chơi hay nó chơi mà gọi điện thì anh rất là cảm ơn đó. Anh bao nhiêu ngày mai anh gửi vào 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 Ngọc Hồi Kon Tum rồi vào vào Vĩnh 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 An Vĩnh Cửu Đồng Nai này đó, anh gửi liên tục vào trong đấy mà rồi miền Tây anh thế. Rồi em cứ đi, có vấn đề gì anh em hỏi thăm nguồn gốc xuất xứ thì em cứ bảo có ông anh ở ngoài Bắc ông Thao đấy, ok luôn luôn đồng hành cùng anh em trong Sài Gòn nhé. Khoảng chừng cỡ 25 của anh thôi, cỡ 25 anh gửi cho em được. Khoảng anh kiếm em cái con anh gửi là cái con đít 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 trắng đúng không? Rồi giờ em muốn có một con đầu xanh đít xám cũng giống giống bự bự vậy Cho một con đầu xanh đi xám luôn. đó. Bự bự vậy đó. Mà cỡ bây giờ em chưa rảnh đâu. Anh cỡ 25 đi, 25 dưới đó anh thôi. 25 dưới em mới 25 27 rồi em mới nghỉ được, em mới rảnh em đi lấy đâu được. Nói chung là sắp xếp thời gian được. 25 là còn có 5 ngày nữa là Tết á. Thế thì là 25 anh gửi vô đấy thì ngày 23 anh phải gửi rồi. 23 25 rồi. Anh gửi xong rồi vô đây ngày 26 á, 26 hay 27 được, 24 trong trong vòng 25. chiều ngày 24 anh gửi thì đến sáng ngày 26 là em nhận được. Rồi Cái này là do em chủ rồi động em báo lại cho anh thì anh sẽ sắp xếp nhá. rồi 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 gì sáng em điện là cho anh ha. Rồi 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 mà bây giờ rồi em biết anh rồi đó thì thôi em cứ chuyển khoản cho anh thôi, anh chơi đẹp. rồi 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 Nhá, rồi rồi ok. Anh chào em nhá. Gửi anh Phước nhé. Anh Phước ở trong bến xe miền Đông Sài Gòn. Đây là con chim giọng thổ. Đó. Chân chân đỏ. Chân đỏ. Chân rất là đỏ luôn. Và đây. Đầu săn. Đó. Mỏ dài vót luôn. Đó, đầu xanh. Đó, ok. Đó. Đứt đứt này. Đứt xám này, đó. Xám nhá. Xám ngỗng nhá, đó. Và con chim này gù giọng thổ 100% luôn nhá. Đó. Anh em này. Phước này. Anh Thao gửi Phước này. Đó, con này cườm, nhìn bộ cườm là đáng yêu luôn rồi. Đó.
nhìn cườm thấy đã thấy ok rồi đó. Đó, Phước hiểu không? Anh gửi cho em một con em chơi ok rồi đó, thì anh thưởng cho em con này đến 20 24 ăn 24 âm lịch giáp Tết, anh chuyển cho em 26, sáng 26 là em nhận được. Tổng thể con chim này là như vậy, rất là dài to nhé. Ok, con này là dành riêng cho em Phước nhé. Em Phước đã giao lưu với anh Thao một chú rồi, giờ em Phước anh Thao lại dành cho em Phước một con như này nữa đó. Em nhà ra chỗ bến xe miền Đông em nhận, và qua nhà xe anh Khuyên đó. Phước nhìn nhá, con này của anh đâu phải vừa đâu đó. Giới thiệu với anh em trong miền Nam, đây là chim Bắc nhá, anh em nhìn rõ này, cườm này đó. Cườm hàng lớp có quá ok luôn, con này quá thổ luôn nhá. Đó. Đó, tướng mạo của nó. Đó, bây giờ mình đó, con này dài dài thườn thượt luôn đó. Bạn muốn hình dung một cái gang tay của mình đó, một gang tay đó, đó nó là gang hàng 20, cái này nó khoảng 35 phân, quá đỉnh luôn. Ngực đó, ngực hồng, con này rất là ok luôn đó, đuôi xám đó. Coi này. Đó, tổng thể nó đây. Là hiền, nó là khôn. Cường. Đó. Anh em trong miền Tây và miền Nam nếu như tin tưởng và qua bạn bè giới thiệu, yên tâm là Thao chim gáy miền Bắc sẽ luôn luôn hướng về anh em ở trong Sài Gòn. Bởi vì giống chim đầu xanh đít xám, mang ngõ vân hồng, cườm bừng, giọng thổ đồng sẽ được giao lưu trên từ ngoài Bắc vô Sài Gòn, vô miền Tây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh này của mình. Ok, số điện thoại của mình là 0163 530 5982. Mình gọi là Thao chim cu gáy miền Bắc.